Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mobile City. 4 triệu 6 thì mua máy gì chiến game pin châu? Giữa Realme GT Neo 5 và Neo 5 SE chọn máy nào? Trong cùng tầm giá thì có máy nào chiến game ngon hơn trước Redmi Note 12 Turbo hay không? Tất cả sẽ trong video ngày hôm nay nhé. Bắt đầu thôi. Vẫn như mọi khi, mình đã chia rõ timeline của từng câu hỏi phía bên dưới. Bạn nào muốn xem nhanh ấy, kết quả nhá. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Tuấn Nguyễn. Anh ơi, em có tầm 4.650.000 mua được điện thoại nào chiến game ổn, pin châu, em không quan trọng chụp ảnh với trễ thông báo. Ok, với tầm tiền khoảng 4.650.000, khi các bạn mua máy cũ ấy, sẽ có chiếc Realme Q5 Pro chiến game ngon luôn chứ không phải ổn nữa. Snap 870 mà, hiện tại vẫn quẩy được ôn game nha. Genshin Impact thì các bạn chơi mức trung bình thôi, mắt setting thì hơi đuối một chút. Và mặc định thì chiếc Realme Q5 Pro mạnh sẵn rồi, mua về chỉ việc chơi mà thôi, không cần phải mẹo biết gì cả nhá. Pin của máy là 5.000 thì tương đối trâu rồi nha. Trong tầm giá này thì cũng ít máy trâu hơn. Đó. Ưu điểm của Q5 Pro là màn hình rất đẹp này, tấm nền E4 Samsung thì thuộc dạng tốt tầm giá rồi. Máy cũng sẽ có hai loa stereo chất âm tốt, chơi game ngon lành. Công nhận là chiếc Realme Q5 Pro thì bị trễ thông báo thật, nhưng mà ở đây bạn nói là không quan tâm đúng không? Thì ok luôn. Và mặc dù bạn không cần camera nhưng mà chất ảnh của Q5 Pro ấy cũng rất tốt trong tầm giá. Tại vì cảm biến to, thu sáng tốt này, cộng với cả thuật toán Realme làm rất ok. Trong trường hợp bạn mua máy mới thì chắc là bạn nên cố khoảng 200.000 nữa thôi nha. Thì sẽ có là 4.850.000 sẽ mua được chiếc Redmi Note 11T Pro. Đó, em này đang cực kỳ rẻ luôn. Khi này thì bạn sẽ có một chiếc máy siêu siêu mạnh, Dimensity 8100 mà, mạnh hơn cả Realme Q5 Pro luôn. Chiến game gọi là quá ngon. Hiện tại với con chip này thì bạn quẩy ôn game nhá. Thậm chí Genshin Impact ấy, bạn chơi được cả Master Ting, dã man. Pin của máy cũng sẽ là 5.000 này, nhưng mà trâu hơn một chút so với cả chiếc Q5 Pro nha. Tại vì cùng một dung lượng thì thường là Xiaomi sẽ trâu hơn mà. Máy cũng sẽ có hai loa stereo cho các bạn chơi game tốt. Nhược điểm duy nhất là về màn hình thôi. Tấm nền IPS LCD thì sẽ hơi kén người dùng nhá. Tùy xem, nếu bạn từng dùng màn hình AMOLED hay là OLED cao cấp một chút thì rất khó để mà dùng được em này. Nhưng mà quen dùng IPS LCD rồi thì ok. Đó, trong tầm giá khoảng 4.650.000 thì một là bạn mua chiếc Realme Q5 Pro cũ này, hai là bạn cố một chút khoảng 200k lấy chiếc Redmi Note 11T Pro mới luôn. Chuyển sang câu hỏi thứ hai của bạn Tuấn Yên. Giữa Realme GT Neo 5 SE 12256 với Neo 5 8256 nên mua con nào ạ? Ok, bạn lưu ý nhá, chiếc GT Neo 5 phiên bản 8256 thì hơi khan hàng một chút. Đó, không dễ mua đâu. Và với quan điểm cá nhân của mình thì trong trường hợp này mình sẽ chọn chiếc Neo 5. Lý do là bởi vì với chiếc Neo 5 nhá, ngoại hình ấn tượng hơn. Các bạn sẽ có đèn LED RGB phía mặt lưng này, rất ngầu, rất khác biệt đúng không? Và khi mà cầm vào ấy, các bạn cũng sẽ cảm nhận được ngay chiếc Neo 5 cao cấp hơn rất là nhiều, mặt lưng kính mà. Neo 5 SE sẽ chỉ là nhựa mà thôi, máy cũng sẽ dày hơn nữa, cầm khá là thô. Công nhận là khi mới ra mắt thì hiệu năng của chiếc Neo 5 ấy thậm chí kém cả chiếc Neo 5 SE nha. Mặc dù sở hữu con chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 nhưng mà sau khi áp sang phiên bản RAM quốc tế thì đỡ hơn một chút rồi nha. Nó vẫn kém chiếc Neo 5 SE một chút nhưng mà cũng là quẩy được ôn game rồi. Với mình như vậy là đủ. Quan trọng ấy, khi mà áp sang phiên bản RAM quốc tế thì đa nhiệm tốt này, 10 app vô tư cộng với cả thông báo khoảng 90% là ok rồi. Hiện tại chiếc Neo 5 SE thì chưa có phiên bản RAM quốc tế nha. Các bạn cần phải cân nhắc. Và đây, quan trọng này, camera của chiếc Neo 5 ấy đẹp hơn rất nhiều so với cả Neo 5 SE. Tại vì phần cứng của chiếc Neo 5 SE thậm chí còn kém cả chiếc Neo 2 cơ. Nó sẽ chỉ ngang với cả chiếc GT Neo 2T mà thôi. Tuy là màu sắc thì cũng khá ổn rồi nhưng mà về chất ảnh thì kém khá xa so với cả chiếc Neo 5. Đó, nói chung quan điểm của mình thì mình sẽ chọn chiếc Neo 5 nhé. Tại vì mình có chụp ảnh này, cộng với cả mình thích có RAM quốc tế. Còn nếu những bạn không quan trọng phải đa nhiệm tốt, thông báo ngon thì lấy chiếc Neo 5 SE nó sẽ thực dụng hơn, chiến game ngon hơn cộng với cả pin châu hơn. Chuyển sang câu hỏi thứ ba của bạn Đan Nguyễn. Cùng tầm giá có con nào chơi game ngon hơn Note 12 Turbo không nhỉ? Chiếc Redmi Note 12 Turbo ra mắt thì cạnh tranh trực tiếp với cả chiếc GT Neo 5 SE. Nhưng mà hiện tại mức giá của Neo 5 SE thì đắt hơn khá nhiều rồi nhá, phải tầm nửa triệu cơ. Vậy nên mặc dù hiệu năng của chiếc Neo 5 SE mạnh hơn nhưng mà thôi, mình sẽ không so sánh nhá, giá cao hơn mà. Hiện tại với chiếc Redmi Note 12 Turbo mức giá sẽ chỉ từ 6.3 tới 6.9 này. Thì trong tầm giá đó ấy, bạn sẽ mua được chiếc Realme GT Neo 3. Mình thấy hai máy khi chỉ game nặng thì khá tương đương nhau nhá. Tại vì Snapdragon 7 Plus Gen 2 của chiếc Note 12 Turbo ấy có bị bóp lại một chút. Còn chiếc Neo 3 thì quẩy mắc sung luôn. Kết quả là khi chơi Genshin Impact này, cả hai chiếc máy đều loanh quanh khoảng 53-54 FPS, không chênh nhau quá nhiều, tùy xem là các bạn chơi map nào với cả nhân vật nào mà thôi. Nhưng mà khi chơi game nhẹ thì sao? Ưu điểm của chiếc Neo 3 ấy là màn hình chất lượng hơn các bạn nhá, hiển thị rất tốt, trong khi màn của chiếc Note 12 Turbo thì sẽ chỉ được cái ưu điểm là 4 viền mỏng thôi, chứ còn chất lượng thì không quá tốt trong tầm giá. Nó sẽ khá tương đương với cả Redmi K50 Gaming.
Thì với quan điểm của mình, màn hình đẹp hơn sẽ giúp mình chơi game sướng hơn. Chứ còn hiệu năng thì như mình nói mà, hai máy không chênh nhau quá nhiều. Chốt lại, trong tầm giá của chiếc Redmi Note 12 Turbo thì sẽ có chiếc Realme City Neo 3 chơi game sướng hơn. Rồi, vậy thì các bạn thấy sao về câu trả lời của mình, có đồng ý hay không? Cũng như còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại comment phía bên dưới. Link mua các máy xuất hiện trong video ngày hôm nay mức giá rẻ nhất tại Mobile City mình sẽ để dưới phần mô tả cũng như bình luận game của video. Giờ xin chào, bye bye.